nhưng mà tại sao lúc mà cái thời điểm mà làm bạn trước đó em không nhận ra được cái điều đó thì bởi vì em không muốn nghĩ thực sự á à. sau khi mà đi qua cuộc hôn nhân của mình rồi đã gặp một hai người nữa để mình tìm hiểu rồi ấy em mới thật đã từng có lúc em bảo Sao mà yêu mà nó chán thế nhở? nó nhạt quá <laughs> tức là tại sao mà người ta yêu nhau mà người ta cứ phải giận dỗi này cứ phải cãi lộn này? rồi mà em sợ nhất là người đàn ông vô tâm à và khi mà mình gặp phải cái mối quan hệ mà họ yêu bản thân họ hơn ấy rồi không quan tâm đến mình này và có cả người mà quan tâm đến mình nhưng mà họ cứ kiểu như cứ bị khắc khẩu với nhau như thế nào đấy thì em mới cảm thấy khổ sao, thôi thôi làm việc thôi, chỉ quan tâm đến chuyện sức khỏe và cả tinh thần nữa, ổn định cuộc sống của ba mẹ con thôi, ừ. không quan trọng cái chuyện yêu đương làm gì. xong rồi mới tiếp tục là một mối quan hệ rất là xanh chín với một người bạn thì dần 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 sau một khoảng thời gian rất là dài thì bắt đầu mới nảy sinh tình cảm với nhau bởi ừ. vì cái sự quan tâm của người này um, em thấy đầu tiên là chơi được với các con của em là em ghi điểm rồi nhá ừ. tức là bắt đầu mới chuyển sang từ cái chuyện là bạn bè vô tư sang đến cái khúc mà mình cảm thấy ờ nhỉ mình chưa thấy một người đàn ông nào đến với mình mà họ yêu con mình như thế họ chơi được với các con của mình như thế, đến mức mà mình phải hoài nghi xem mà thực sự đây có thật là đang yêu các con mình hay không hay là chỉ đang kiểu như là lấy lòng mình lấy lòng mình thôi ấy thì em chính vì thế mới nói rằng là em phải quan sát rất là dài là như vậy